Xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Mời anh chị em nghe lời Chúa vào ngày thứ năm tuần 13 thường niên. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu -xu xuống thuyền, băng qua hồ trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm." tội con được tha rồi. Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng ông này nói phạm thượng, nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo tội con được tha rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội. Bây giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt đứng dậy vác giường mà đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Sống trên đời này thì ai cũng muốn cho mình được khỏe mạnh. Ngược lại chẳng có ai muốn mình bệnh tật bao giờ. Bởi vì bệnh tật là nỗi khổ, là nỗi bất hạnh nhất cho con người. Bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu chữa lành cho một người bị bệnh bại liệt. Ai trong chúng ta cũng biết bại liệt là một bệnh vô cùng bi đát. Bi đát là bởi vì Sống mà phải phụ thuộc vào người khác là nỗi khổ không những là cho bản thân mình mà còn là gánh nặng cho người thân nữa. Người bại liệt đã được Chúa Giêsu chữa lành trong bài tin mừng hôm nay xem ra rất là đơn giản. Chúa chỉ phán một lời thì người bệnh được chữa lành. Nhưng để được chữa lành thì trước hết phải cần đến đức tin. Đức tin của người bệnh và đức tin của những người khiêng bệnh nhân đến nữa. Tin mừng cho biết, người ta khiêng bệnh nhân đến và đặt bệnh nhân trước mặt Chúa Giêsu. Họ chưa nói lời xin chữa lành cho người bệnh thì Chúa Giêsu đã đi bước trước. Chúa nói rằng: "Này con cứ yên tâm. Tội con đã được tha rồi." Bởi vì Chúa Giêsu thấy họ có lòng tin cho nên Chúa đã chữa lành ngay trước mặt mọi người. Chúa Giêsu đã đề cao đức tin mạnh mẽ của những người khiêng người bại liệt đến. Hành động của họ không chỉ là nói lên lòng tin vào Chúa Giêsu và còn nói lên lòng bác ái đối với người bệnh nữa. Như vậy thì đức tin là điều rất quan trọng và là điều trước hết để được Chúa chữa lành. Đọc trong tin mừng Marco Cô chương 2 câu 4 và Luca chương 5 câu 19 cho chúng ta thấy nói chi tiết hơn. Vì dân chúng đông quá, không có cách nào khác người ta leo lên mái nhà dở gói thòng người bệnh trên xuống ngay giữa Chúa Giêsu. Còn thánh mắt theo trong bài tin mừng hôm nay thì ngài nhắm thẳng vào điều chính yếu của việc chữa lành. Thế nhưng tại sao câu đầu tiên của Chúa Giêsu lại nói với người bại liệt rằng này con cứ yên tâm tội con được tha rồi. Điều Chúa Giêsu nói có nghĩa là gì thưa con bà và anh chị em? Phải chăng người này có tội cho nên mới bị bệnh như thế? Bởi vì quan niệm của người Do Thái ngày xưa cho rằng bệnh là do hậu quả của tội. Bệnh càng nặng thì tội người đó càng nhiều Đối với Chúa Giêsu, tội lỗi và bệnh tật là cả hai vấn đề không liên quan gì với nhau cả. Và khi Chúa nói rằng: "Này con cứ yên tâm, tội con được tha rồi." là Chúa chỉ muốn chứng minh cho mọi người biết rằng Ngài là Thiên Chúa, Ngài có quyền trên mọi thủ tạo. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã thực hiện cả hai, vừa tha tội, vừa chữa lành bệnh. Và khi Chúa Giêsu nói lời tha tội cho người bại liệt đó, thì đối với các kinh sư và người Phá-rê-siêu, họ không thể chấp nhận được, họ tức giận trong lòng. Ông này là ai mà ăn nói phạm thượng, dám tha tội cho người khác? Bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội mà thôi. Chúa đã biết lòng dạ của họ, cho nên Chúa đã cả quyết trong hai điều: một là bảo tội của con đã được tha rồi hay là bệnh của anh đã được khỏi hãy đứng dậy mà đi đằng nào dễ hơn và chúa nói tiếp vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội bây giờ đức giê xu mới người bảo người bại liệt hãy đứng dậy vác giường mà đi về nhà vậy thì chúa giê xu đã chứng tỏ cho họ thấy ngài là thiên chúa ngài có quyền tha thứ tội lỗi qua việc chữa lành bệnh tật phần xác của con người bởi vì con người là thụ tạo của thiên chúa chính vì thế mà chúa đã thể hiện bằng phép lạ cả thể ngay trước mặt dân chúng và qua phép lạ này thì dân chúng đã tôn vinh thiên chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế Vâng, kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong đời sống của chúng ta, chúng ta cần đến Chúa để được Chúa chữa lành bệnh. Và hiện tại chúng ta đang sống trong đại dịch Covid-19, dịch bệnh đang hoành hành khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Dịch đã gây biết bao nhiêu là đau khổ cho con người, biết bao nhiêu người chết vì nhiễm virus corona biết bao nhiêu gia đình nghèo đói vì dịch bệnh biết bao nhiêu người hoang mang mất ăn mất ngủ là người kitô hữu chúng ta tin vào sự khoan phòng và quyền năng của chúa chúng ta tiếp tục cầu nguyện để xin lòng thương xót của chúa chữa lành cho thế giới chữa lành cho những người nhiễm virus để mọi người được sống trong bình an của chúa đó là bệnh của thể lý. Hoặc cũng có những người đang cần Chúa chữa bệnh về tâm hồn. Hoặc là cả hai, nhưng đối với người cứu tôi hữu đó, khi nói đến bệnh bại liệt thì không chỉ nói đến bệnh về thể lý mà còn nhắm đến bệnh bại liệt về tâm hồn nữa. Chính vì thế, tội cũng được gọi là thứ bệnh của tâm hồn tội làm cho chúng ta thành bại liệt cứ muốn ở lì trong tội tâm hồn đang bị những cái đam mê dục vọng bất chính đẻ bẹp và trói buộc con người lại và khi ấy họ không thấy được điều thiện điều tốt nữa bởi vì họ đang bị điều giữ cột trói con người lại khi ấy con người sẽ thiếu ý chí thiếu nghị lực con người không chịu phấn đấu để thoát ra khỏi cái tình trạng tội để trở thành người tốt thì đây cũng gọi là bệnh bại liệt về tâm hồn. Và trong cuộc sống có những lúc chúng ta bị rằng co sự lành và sự giữ bóng tối và ánh sáng. Chúng ta muốn thoát ra khỏi sự giữ nhưng lại bị sự giữ níu kéo mình lại. Nói theo ngôn ngữ của thánh phaolô thì ngài nói rằng sự lành tôi muốn thì tôi không làm còn sự giữ tôi không muốn thì tôi lại làm thực ra nếu tôi làm điều tôi không muốn thì bây giờ không phải là chính tôi làm điều đó nhưng là sự tôi sự tội ở trong tôi thành ra khi tôi muốn làm sự lành tôi nhận thấy trong tôi có lề luật vì sự giữ vẫn kèm bên tôi. Thế nhưng chúng ta thấy Phaolô đã quyết tâm một cách rất là mạnh mẽ để thoát ra khỏi cái tình trạng tội. Nên Phaolô cần đến sự chữa lành của Chúa. Cho nên Thánh Phaolô đã viết trong thư thứ nhất gửi cho tín hữu Timothée thì ngài nói rằng Đức Giê-su Kitô đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi vậy thì chúng ta thấy tội đã làm tê liệt ý chí của chúng ta khiến chúng ta mất đi khả năng từ chối sự giữ và còn muốn thỏa hiệp với sự giữ nữa và khi thỏa hiệp với sự giữ thì con người trở thành vô cảm trái tim không còn có cảm xúc thì cái ấy con người mất đi khả năng yêu thương, mất khả năng ước muốn điều lành và không muốn hướng đến điều thiện nữa. Và đó cũng khiến con người không muốn hiệp thông với Thiên Chúa. Vậy thì mỗi khi chúng ta phạm tội thì chúng ta hãy chạy đến với Chúa Giêsu để xin Chúa chữa lành cho chúng ta qua bí tích giải tội. Cho nên bí tích giải tội còn gọi là bí tích chữa lành mà Chúa ban cho giáo hội là một quà tặng vô cùng quý giá của Thiên Chúa dành cho con người. Và giáo hội vẫn đang thể hiện lòng thương xót của Chúa đối với người tội lỗi qua bí tích giải tội, một cuộc gặp gỡ giữa hối nhân và thừa tác viên mà giáo hội đã ủy thác. Xin Chúa cho tất cả mọi người chúng ta Biết ăn an sám hối và mau mắn chạy đến với Chúa qua bi tích giải tội Để được Chúa chữa lành cho chúng ta Để chúng ta có một cuộc sống bình an hạnh phúc Trong sự hiệp thông với Chúa và với tha nhân AMEN <laughs>